toàn bộ loa cũ là không hát được. Đấy kìa, loa cũ này đấy, nhìn kìa. Đấy, hai đôi cả lát đời, thành ra là ba đôi mà không bằng một đôi. Đấy, không bằng một đôi. Cũng bằng cái sao được. Nghe nó vẫn không là gì. Gọi là không hay. Không theo bộ của nó. Không theo bộ của nó. Thế anh nghe cửa hàng ở nhà chất lượng nào, anh cảm giác là ở nhà có vẻ còn hay hơn cửa hàng. Thì diện tích cửa hàng anh nó hơi nhỏ. Đúng rồi, nó bé quá. Đây không gian nó rộng hơn và cái mức loa này mình dùng cái bộ loa này nó phù hợp. Rất là chuẩn. Và hai, anh em mong muốn các anh về tại nhà các anh lắp là nó sẽ phù hợp với không gian của nhà. Thì khi đó mình điều chỉnh cái chất lượng âm thanh nó sẽ phù hợp hơn. Đúng rồi. Nó sẽ đảm bảo hơn. Như tôi khách hàng có thể chúng tôi điều chỉnh nó chưa quen thì có thể điều chỉnh nó đành nào thì nó sẽ không hay. Đúng rồi. Không sử dụng tối đa cái hiệu quả của cái bộ karaoke. Đúng rồi. Rất là cảm ơn anh em Hoàng Long. Vâng. Em và Hoàng Long cảm ơn anh. Anh là khách hàng đó là ủng hộ khách hàng này là khách hàng tôi, là nói thật với anh, tôi theo dõi Hoàng Long 2-3 năm nay rồi. Nhưng mà do điều kiện để mình nhà cũ là mình không muốn sắm để xây trong nhà.